Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn nam những đặc điểm ở người đàn ông. Những cái thứ ở người đàn ông ấy sẽ khiến cho con gái muốn theo đuổi các bạn. Đôi khi bạn cứ nghĩ rằng với những cái đặc điểm này, với những cái tính cách này, với những cái ý chí này thì chắc chắn rằng con gái sẽ kiểu như là bạn sẽ không hấp dẫn được con gái. Nhưng mà đôi khi có những cái đặc điểm đó mà nó có thể hấp dẫn con gái mà bạn cũng không biết ấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn 10 đặc điểm sẽ khiến cho con gái luôn luôn muốn đeo đuổi các bạn. Đôi khi bạn cứ nghĩ rằng những cái đặc điểm này con gái sẽ không đeo đuổi mình đâu, mình không có sức hấp dẫn đâu. Nhưng mà các bạn không biết rằng những cái điểm đấy, những cái điều đấy sẽ khiến cho con gái rất là muốn đeo đuổi các bạn, mà có cái sức hấp dẫn vô cùng đối với con gái mà các bạn không hề hay biết ấy. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, thì các bạn cũng có thể kiểm chứng xem. Ví dụ như là bạn có rất nhiều những cái đặc điểm này thì chứng tỏ là bạn là một cái người mà khiến cho con gái luôn luôn muốn đeo đuổi, muốn theo đuổi các bạn. Còn đâu nếu mà các bạn có ít hơn thì các bạn cũng có thể xem để các bạn có thể bồi dưỡng thêm, rồi các bạn có thể học hỏi thêm để mình có nhiều cái hơn những cái đặc điểm đó để khiến cho một cô gái ấy, cô ấy muốn đeo đuổi các bạn. Đôi khi sẽ có những cái chàng trai nói rằng tôi cũng chẳng cần con gái theo đuổi. Nhưng mà thực sự ấy, thì mình nghĩ rằng bất kỳ một người đàn ông nào cũng muốn là, nếu mà mình có những cái đặc điểm này thì con gái nào cũng thích, con gái nào cũng muốn theo đuổi, thì tại sao mình không thực hiện nhỉ? Đôi khi các bạn sẽ có cái ý nghĩ là mình cũng không cần phải để cho con gái đeo đuổi làm gì. Nhưng mà sự thật thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều muốn mình hấp dẫn đối với đối phương, khiến cho đối phương theo đuổi mình. Tất nhiên là trong cuộc sống mỗi người sẽ có cái cách suy nghĩ khác nhau, và mỗi người có đặt ra cho mình những cái tiêu chí khác nhau. Nhưng mà có được những cái đặc điểm này để con gái đeo đuổi thì không có nghĩa là bạn có thể tự cao, tự đại, bạn là người mà có thể khiến cho nhiều cô gái muốn đeo đuổi, và rồi bạn có thể ngoại tình hoặc là bạn là người đa tình. Thì thực sự thì mình không muốn những cái điều này sẽ khiến cho các bạn trở nên là một cái người mà năng nhăng, là một cái người dễ dàng ngoại tình. Mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn những cái điều này để khiến cho một người con gái khi mà thấy bạn có những cái điều này ấy, thì con gái thích vô cùng nha các bạn. Rất là thích một người đàn ông như vậy, và họ ngưỡng mộ, họ trân trọng. Thì khi mà bạn dành tình cảm cho một cô gái như vậy ấy, thì chắc chắn rằng con gái sẽ thấy rất là trân trọng. Khi chúng ta dành cái tình cảm như một tình yêu thực sự ấy, đôi khi các bạn sẽ không nghĩ là trên đời lại có một tình yêu thực sự. Nhưng khi mà các bạn có nhiều hơn những cái suy nghĩ, rồi các bạn hướng đến một cái tình yêu trọn vẹn, một cái tình yêu chân thành, một cái tình yêu có đạo đức, một cái tình yêu thực sự ấy, thì khi đó tình yêu thực sự nó sẽ đang, sẽ và dần đến với các bạn nha. Điều đầu tiên sẽ khiến cho bất kỳ một cô gái nào cũng muốn đeo đuổi các bạn, đó chính là bạn biết tôn trọng người khác, tôn trọng mọi người. Bởi vì một cô gái họ không nhìn cái cách mà bạn cư xử với cô ấy để đánh giá về con người của bạn đâu, mà cô ấy sẽ xem cái cách bạn cư xử với tất cả mọi người như thế nào. Nếu mà bạn cư xử với tất cả mọi người rất là độc ác, hoặc là có nhiều cái tính xấu, hoặc là gì gì đó, thì cô ấy sẽ đánh giá được con người của các bạn. Mà khi mà bạn cư xử rất là tốt với những người xung quanh, các bạn biết nhường nhịn những em nhỏ, trân trọng những cụ già, rồi tôn trọng những người xung quanh mình, thì cô gái đó sẽ đánh giá bạn là một người biết tôn trọng người khác. Bởi vì cũng có thể hiện tại bạn tôn trọng cô ấy, nhưng tương lai ấy, nếu mà bạn không phải là người biết tôn trọng tất cả mọi người, thì tương lai bạn cũng sẽ không tôn trọng cô ấy. Chính vì thế mà một cô gái ấy, cô sẽ nhìn xem cái cách bạn tôn trọng người khác như thế nào, để từ đó cô ấy đánh giá được con người của bạn nha. Điều thứ hai mà sẽ khiến cho con gái muốn đeo đuổi các bạn ấy, đó chính là các bạn có đủ sức mạnh để bảo vệ cô ấy. Tất nhiên rồi, đàn ông luôn luôn là phái mạnh, nhưng mà đôi khi có những người đàn ông rất là nhu nhược,
đôi khi có những người đàn ông họ chưa biết thể hiện cái bản lĩnh của mình như thế nào. Trong cái trường hợp này chưa biết cách bảo vệ người phụ nữ, và trong cái trường hợp khác thì không cần bảo vệ thì anh ấy lại bảo vệ người phụ nữ. Thì đôi khi họ cũng có những cái ý tốt đấy, nhưng họ chưa biết cách thể hiện. Vậy chúng ta mới cần học hỏi nhau để chúng ta biết cái cách là khi nào nên bảo vệ cô ấy, và khi nào bảo vệ cô ấy thì cô ấy cảm giác là sung sướng, hạnh phúc, và khi nào bảo vệ thì cô ấy cũng không cần nha. Thì con gái luôn luôn muốn được che chở và bảo vệ mà. Mà một người đàn ông mà có sức mạnh để có thể bảo vệ cô ấy trước những sóng gió của cuộc đời, trước những cái lời lẽ không hay của tất cả mọi người, trước những cái sự vật sự việc sẽ khiến cô ấy rất là đau lòng, nhưng mà bạn biết ở bên cạnh cô ấy. Đôi khi cái sự bảo vệ không có nghĩa là bạn phải đứng ra để đánh nhau với một ai đó, mà đôi khi chỉ cần bạn ở bên cạnh cô ấy, ủng hộ cô ấy, hoặc là đôi khi cô có những cái khó khăn rất là nho nhỏ thôi, nhưng mà bạn có thể đến và giúp đỡ cô ấy, đó cũng chính là cái sự bảo vệ con gái rồi nha các bạn. Điều thứ ba sẽ khiến cho con gái muốn đeo đuổi các bạn ấy, đó chính là cái sự chân thành. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng muốn đối phương chân thành với chúng ta, trừ khi bạn chỉ chơi bời với con gái thôi. Còn nếu mà bạn thực sự đến một mối quan hệ, chúng ta luôn muốn đối phương chân thành, và con gái cũng muốn bạn chân thành với cô ấy. Và một người đàn ông ấy muốn được con gái chân thành với bạn ấy, thì bạn hãy chân thành với cô ấy, hãy chân thành để nhận được cái sự chân thành. Còn nếu mà cái trường hợp mà con gái không chân thành với bạn thì sao? Bạn chân thành với cô ấy rồi mà cô ấy không chân thành với bạn thì làm thế nào? Thì cái điều này cũng rất là dễ dàng thôi. Bạn hãy biết rằng mình xứng đáng với một cô gái chân thành với bạn. Nếu mà cô gái này không chân thành với bạn thì bạn hãy dành cái tình cảm chân thành đó cho một cô gái xứng đáng hơn, một cô gái khác có đủ cái sự chân thành đối với bạn. Còn khi mà cô ấy không chân thành mà bạn cứ cố gắng để có thể thuyết phục cô ấy, rồi là làm mọi cách để cô ấy dần dần chân thành với bạn, thì thực sự là rất là khó khăn nha các bạn. Mình biết là cái điều đó rất là khó khăn, và đôi khi có những cô gái ấy, cô không chân thành với bạn ngay từ đầu và tiếp theo cô cũng không chân thành với bạn. Thế nên là khi mà bạn biết dành một cái tình cảm cho một người xứng đáng thì khi đó bạn mới nâng cao được cái giá trị. Còn khi mà bạn dành tình cảm cho một người coi thường bạn, coi khinh bạn, rồi sỉ nhục bạn, thì khi đó bạn đang hạ thấp giá trị của mình nha. Đặc điểm thứ tư sẽ khiến cho con gái muốn đeo đuổi các bạn ấy, đó chính là người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Đáng ngưỡng mộ ở chỗ nào? Cũng có thể là đáng ngưỡng mộ về trí tuệ. Ví dụ như là bạn là người rất là thông minh. Đôi khi nếu mà bạn không thông minh thì ví dụ bạn giỏi về một lĩnh vực nào đó, hoặc là đơn giản ví dụ như là bạn có cái tay nghề cao hơn cô ấy chẳng hạn, ví dụ như thế. Hoặc là ví dụ như là bạn giỏi một cái bộ môn nghệ thuật nào đó, hoặc là đôi khi có những cái cách cư xử của các bạn ấy sẽ khiến cho người ấy đáng ngưỡng mộ ấy. Thì nói chung là khi mà bạn thể hiện ra những cái điều nó hướng tới cái sự tốt đẹp, cái sự đạo đức, cái sự tử tế, thì tự dưng con gái cũng sẽ cảm thấy ngưỡng mộ các bạn. Ví dụ như là bạn hướng đến một tình yêu cao thượng, bạn hướng đến một cái tình yêu đạo đức, bạn hướng đến một cái tình yêu thực sự trong cuộc sống này. Đâu phải ai cũng hướng đến tình yêu thực sự đâu, mà bạn hướng đến được tình yêu thực sự thì cũng đấy cũng là cái điều mà con gái ngưỡng mộ. Ví dụ như là bạn đưa ra quan điểm là bạn là người hướng đến một cái tình yêu thực sự, một cái tình yêu mà ở đấy người ta biết sống vì nhau. Ở trong cái tình yêu đó hai người biết sống vì nhau, thì khi đó con gái cũng sẽ ngưỡng mộ các bạn. Vì cô ấy chưa có được tình yêu như vậy, cô ấy sẽ ngưỡng mộ các bạn. Cho dù có rồi người ta vẫn ngưỡng mộ, bởi vì bất kỳ ai cũng ngưỡng mộ một cái tình yêu thực sự, tình yêu biết sống vì nhau, biết nghĩ đến nhau, biết suy nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của nhau nha. Điều thứ 5 sẽ khiến cho con gái muốn đeo đuổi các bạn ấy, đó là cái sự tin cậy. Bất kỳ một cô gái nào cũng thích yêu một chàng trai đáng tin cậy, chứ không ai thích một cái chàng trai mà ở đó mình cảm thấy rất là lo lắng, rất là sợ hãi. Ở bên cạnh người đó mình luôn cảm giác có một cái sự gì đó là an toàn, thì chắc chắn rằng con gái nào cũng thích nha các bạn. Cái điều thứ 6 sẽ khiến cho con gái muốn đeo đuổi các bạn,
đó chính là bạn có đam mê và nhiệt tình. Ví dụ cô ấy cần cái sự giúp đỡ, bạn nhiệt tình giúp đỡ cô ấy thì chắc chắn rằng cô ấy sẽ rất là thích. Ví dụ như là đi chơi với cô ấy, bạn rất là nhiệt tình chứ không phải là ví dụ vừa đi chơi với cô ấy vừa xem điện thoại, vừa đi chơi với cô ấy vừa lướt web, rồi kiểu như là bạn không tập trung vào cái mối quan hệ ấy. Ví dụ như các bạn hẹn hò mà bạn có một cái sự nhiệt tình ở trong đó thì tự con gái sẽ cảm nhận được. Bởi vì con gái chúng mình ấy, cái giác quan thứ 6 nó rất là rõ ràng và con gái cảm nhận được hết. Ví dụ cảm nhận bạn ở cái sự an toàn đối với cô ấy, hoặc cảm nhận rằng bạn rất là nhiệt tình trong mối quan hệ thì con gái biết hết luôn nha các bạn. Điều thứ 7 sẽ khiến cho con gái muốn đeo đuổi các bạn, đó là chính là sự thanh lịch nha. Sự thanh lịch đây không có nghĩa là bạn phải ăn mặc nó những cái đồ rất là sang xịn mịn, mà đôi khi bạn ăn mặc những cái bộ quần áo nó chỉnh tề một chút thì chắc chắn là con gái cũng sẽ rất là thích. Không cần là bạn phải chải chuốt nó cầu kỳ quá, rồi mặc những cái đồ hiệu rồi gì gì đó. Đơn giản bạn mặc những cái bộ quần áo nó chỉnh chu, nó sạch sẽ, đơn giản vậy thôi, thì khi đó con gái cũng rất là thích rồi các bạn ạ. Điều thứ 8 sẽ khiến cho con gái rất là muốn đeo đuổi các bạn ấy, đó chính là một người đàn ông có tham vọng và có ý chí. Tất nhiên rồi, sẽ có nhiều người sẽ có ước mơ, nhưng không phải ai cũng thực hiện được những ước mơ đó. Mà một người đàn ông ấy, họ có ý chí, họ sẽ cố gắng để theo đuổi những thứ mà mình mong muốn. Có thể là hiện tại họ chưa giàu có, họ chưa giỏi giang, nhưng mà khi họ có ý chí thì con gái sẽ vô cùng ngưỡng mộ nha các bạn. Và với một người đàn ông có ý chí thì con gái luôn luôn cảm nhận được rằng sẽ có một cái cuộc sống ổn định trong tương lai, sẽ cảm thấy được an toàn trong tương lai. Và phụ nữ luôn nghĩ đến cái tương lai tươi sáng với một người đàn ông họ có ý chí, họ có nỗ lực để vươn lên. Còn một người đàn ông có thể là hiện tại họ giàu có, nhưng mà đôi khi con gái cũng cảm nhận được rằng tương lai nó cũng vẫn còn mờ mịt lắm. Còn có những người đàn ông ấy, họ chưa có nhiều tiền đâu, nhưng con gái họ luôn có một cái suy nghĩ rằng tương lai sẽ rất là tốt đẹp, bởi vì anh ấy có ý chí, anh ấy làm tốt từ những việc nhỏ thì anh ấy cũng sẽ làm tốt được những việc lớn. Thì con gái luôn luôn nhìn thấy cái tương lai ở đó nha các bạn. Con gái rất là nhạy cảm luôn, nên là các bạn cũng có thể từ những cái cử chỉ hành động đó các bạn cũng biết được là mình có sức hấp dẫn với con gái hay không nha. Điều thứ 9 sẽ khiến cho một cô gái cô muốn đeo đuổi các bạn, đó là một người đàn ông có trách nhiệm. Phụ nữ luôn đánh giá cao một người đàn ông có trách nhiệm, và có trách nhiệm đối với những lời nói, việc làm của mình. Ví dụ như là bạn nói ra và bạn không thực hiện được, từ đó con gái sẽ đánh giá bạn là người như thế nào. Nhưng mà khi mà bạn nói ra này và bạn thực hiện được, thậm chí thực hiện nhiều hơn những điều mà mình đã nói ấy, thì thực sự con gái nào cũng ngưỡng mộ các bạn luôn ấy. Và nếu mà các bạn thường nói nhiều quá và các bạn chưa thực hiện được ấy, thì các bạn cũng cần xem xét lại. Điều cuối cùng sẽ khiến cho con gái muốn đeo đuổi các bạn ấy, đó chính là một người đàn ông biết khoan dung và nhường nhịn. Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng cảm giác sung sướng khi người đàn ông của mình biết nhường nhịn và biết khoan dung đối với mình. Đôi khi ví dụ như là hai người cãi nhau đúng không, thì người đàn ông biết kiểu như là biết nhận lỗi. Thì tất nhiên rồi, không phải đó là lỗi của bạn, nhưng các bạn biết điều gì không, nếu mà một người khoan dung, họ biết dừng lại khi có mâu thuẫn. Đây không có nghĩa là cô ấy sai và bạn cứ dừng lại đâu. Cái thời điểm đó thì anh ấy có thể xin lỗi cô ấy cho dù cô ấy sai, nhưng mà anh ấy biết được là khi mà làm cho cô gái của mình buồn ấy thì đúng là lỗi của mình rồi. Thực ra làm cho cô ấy buồn cũng là lỗi của mình rồi. Và khi mà mình cứ bị cuốn theo những cái tiêu cực của cô ấy thì đó cũng là lỗi của mình. Thế nên là người đàn ông biết xin lỗi. Nhưng sau đó nếu mà anh ta nhận ra là ví dụ như là mình có lỗi thật thì xin lỗi đó là điều rất là đương nhiên. Nhưng mà cô ấy mới là người sai cơ, thì anh ấy sẽ hướng dẫn, anh ấy sẽ chia sẻ để cô nhận ra những cái lỗi lầm của mình để cô thay đổi. Còn nếu mà cô không thay đổi thì sao, cô không thay đổi thì điều đó có nghĩa là cô không xứng đáng với anh ấy. Và anh ấy biết được cái giá trị của mình. Và khi người đàn ông biết cái giá trị của mình thì các bạn trở nên là một cái người mà bất kỳ một cô gái nào cũng ao ước các bạn.
bạn ơi, trên đây là những cái đặc điểm, những cái điều của một người đàn ông khiến cho bất kỳ một cô gái nào cũng thích, cũng ao ước và cũng ngưỡng mộ. Nếu mà các bạn có càng nhiều những cái điều này ấy, thì mình tin rằng các bạn là người hấp dẫn vô cùng với con gái. Còn nếu mà các bạn chưa có thì các bạn có thể bồi dưỡng nha. Chúng ta hãy bồi dưỡng để chúng ta ngày một tốt hơn. Chúng ta sinh ra không phải là chúng ta biết tốt. Thì đây cũng là cái kinh nghiệm nhỏ của mình thôi. Nếu mà các bạn có những ý kiến nào khác thì các bạn có thể để lại comment phía bên dưới, hoặc các bạn có thể vào trang fanpage Thảo Trung và các bạn để lại những cái câu hỏi cho mình, hoặc là những cái nhận xét cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.